trong 2 ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về vẽ mặt nguyên lý mô phỏng của con bic 16F877A điều khiển led 816 bằng sóng RF. Đây. Đấy. Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái gì? Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng ta kết cốt cho nó. Ở đây tôi là tìm hiểu bằng cốt. Bằng các bạn hãy xem. Bằng cốt đầu tiên của tôi là tôi sẽ lập. Xem là tôi biến end user. Đấy. Tiếp theo là tôi xác lập cái tết. Đấy, tôi xác lập điểm chân. Đây là vâng, sau đó ta sẽ xác lập định cái vuông cho nó, chữ chữ cho nó, chữ cái M. Ta chỉ dùng phần mềm để các bạn làm nhé. Có phần mềm đấy nhé, các bạn là chữ tiền. Chữ 8 thì mình sẽ hình dung như này. Con lẽ ta biết cách hình dung như thế. Đó. Và chúng ta tiếp tục với cái đoạn cốt này ra sao. Ở đoạn tiếp theo là ra sao. Đó là bạn sẽ thiết lập cái hàm chính. Đó là Warman, đúng không? Đó là thiết lập này. Đấy, sẽ click D, sẽ click B, C, A, U, B và A, U, C. Và các bạn sẽ click cái hàm của nó. Tạo cái vòng lặp của nó, đúng không? Rồi, sau khi bạn tạo cái vòng lặp của hàm và bạn thiết lập hết những cái yếu tố ở lần trước thì bạn có thể viết này. Viết như sau, nếu vào in D4 là 1 thì sao? Thì nó sẽ có thiết lập tiếp tục cái vòng lặp nữa, đó là dấu L này mà không, nó bé 124 thì nó không, nó tiến lên, đúng không? Nếu mà vào D5 còn 1 thì ngắt, D6 trên D6 còn 1 thì ngắt, D7 còn 1 thì ngắt, biến rồi tiếp theo thiết lập cái vòng vo tiếp nữa, vòng vo là đây nó là bé 15 thì không liên tiếp. Và cái chỗ này quan trọng là câu lệnh này. Câu lệnh này thì nó là 16 hàng và cô CD bằng 1, CD bằng 0, DL bằng 0, DL bằng 1. Mình đã thiết lập cái biến này ở phía trên này. Đâu rồi? Đây. Nếu bạn nào không hiểu thì comment để mình phía dưới ở phần YouTube để mình giải thích cho, đúng không? Đấy, for CLO bằng 0, bé 16, 16 hàng và 6 cột. Ở đây mình điểm thiết lập cái biến với nó. Thì đối với 16 hàng và cột thì output bằng B thì form ra sẽ bằng COL, LOL, delay. A bút B, 0, ít, 0, 0. Và thiết lập cái giá trị cho nó. Đấy. Nên nhớ đây là DL bằng 1. DL là DL 1 bằng 1. CA bằng 1 và CA bằng 0. Đúng không? Và ta tiếp tục viết nó như sau. Ở trên thì input bin D4. Thì ở dưới là input bin D5 bằng 1. Ta tiếp tục thiết lập vòng lặp for, tiếp tục D4 bằng 1, ngắt, D6 bằng 1, ngắt, D7 bằng 1, ngắt. Rồi ta thiết lập biến delay, ta cũng thiết lập tương tự, xin bằng 1, xin bằng 0, DL bằng 0, và DL 1 bằng, mình nhầm, đây là DL bằng 1, và DL 1 bằng 0. Và tiếp tục thiết lập cho nó là 16 hàng vào cột output bằng form của cái COL bằng ROL. COL ở đâu?
Yeah.